64, cặp bò 64 này. Đang chuẩn bị cái động này các bạn. Chuẩn bị lâu quá vậy ta, giờ mấy phút rồi đó, nó đang thỏa thuận gì không biết nữa. Đuối ngồi luôn rồi các bạn ơi. Quá mệt rồi. Chạy lâu vậy đang vụ gì mà lâu vậy ta? Đợi cặp này chạy lâu quá các bạn. Đợi cặp này chạy lâu quá. Chút à. Đó, bắt đầu là khởi động đó, chuẩn bị 61 và 64 các bạn. Cặp bò này làm gì nãy đứng từ từ lâu quá. Giờ là chạy. Thế mình quay nguội nó còn nóng chết nè, đây chim đâu chịu nổi đâu các bạn, vừa nắng mà lại vừa trực tiếp nó nóng lắm, nổ nguy hiểm, nổ điện thoại chết. Nó đang đi từ từ để kiếm đường nó qua cua, cái số 64 nằm phía sau rồi. Qua cua quá đẹp rồi, qua cua quá đẹp rồi, qua cua quá đẹp rồi, cặp này chạy đẹp, con còn có cặp bò rồi 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 rồi, cặp 61 đưa bò luôn các bạn ơi, cặp 61 đưa bò luôn rồi, rồi rồi chạy luôn rồi, dướng luôn, dướng cái à cái đó luôn rồi. Quá rồi, quá rồi. Ngã luôn cái đít luôn các bạn ơi, sập luôn cái đít này. Còn 64 qua đít rồi, còn con 61 dưới luôn cây 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 cột đít luôn rồi, cột luôn rồi. Dưới luôn cây cột đít luôn rồi, cột đít một luôn rồi. Vậy là con bò cây thắng. Thắng lại cặp 61 thắng. Đi. Đi 64 này 61. 64. 64 thắng 61 nãy đi đầu. Bây giờ 61 dưới cây cột rồi. 61 bị lạc đạn rồi. 61 bị lên bờ dướng luôn cây về đất luôn rồi.